Chào anh em, mình là Kính Cận đây. Đây là cái video mở hộp chiếc Nokia 3210 phiên bản 4G tiếp theo phần 2. Còn nếu như anh em nào mà chưa xem phần 1 thì anh em có thể bấm lên cái phần mô tả để anh em xem phần 1 và chúng ta xem tiếp phần 2 để hiểu rõ chi tiết cái chiếc điện thoại cục gạch nhưng mà có thể xem được YouTube và thêm một số cái ứng dụng hay ho khác. Đặc biệt là nó có băng tần 4G. Để sắp tới khi mà mạng 2G tắt thì anh em vẫn không lo sử dụng thoải mái nhé. Mình nghĩ đây là một cái sản phẩm khá thú vị để anh em có thể tìm hiểu. Rồi, giờ đây anh em thấy là bấm ra được cái trang nè. Mình sẽ lướt, mình đọc tin tức dưới đây. Mình nhớ là ngày xa xưa mà trước đây, khi mà cái chiếc máy này phiên bản đầu tiên ra mắt, thời đó mà anh em có một cái chiếc máy nào đó mà anh em có thể duyệt web được như thế này, lướt nhanh được như thế này, phải nói là thời đó là nhiều khi cả đêm mà anh em sẽ mất ngủ để chúng ta truy cập những cái trang web này. Tuy nhiên thì bây giờ là năm 2024 rồi, mình nghĩ duyệt web trên một cái chiếc điện thoại nhỏ như thế này nó chỉ là một cái tính năng thôi, nhưng mà nó cũng không thực sự quá cần thiết. Em thấy là cái thông tin, cái chữ mình đọc trên cái màn hình nó cũng rõ, nó hình ảnh mình có thể xem được hình ảnh thông tin. Đó là những cái tính năng mà mình vừa nói sơ qua với anh em. Tuy nhiên thì đôi lúc mình có thực thi thì mình thấy là có đôi lúc nó cũng hơi chậm chậm tí xíu. Có thể là cái máy này còn mới, nó chưa ổn định gì đó mà thấy cũng hơi chậm xíu, nhưng mà anh em cũng phải thông cảm với một cái chiếc điện thoại cục gạch như thế này. Ngoài ra thì cái chiếc máy này á thì anh em có thể nghe đài radio FM mà không cần phải kết nối tai nghe. Thì mình có nghe thử thì mình thấy là rõ, to. Giảm huyết áp, giảm tình trạng tăng đường máu. Và sau đây là những lợi ích của nước dừa với sức khỏe. Nước dừa có tên khoa học Luciferal là thức uống. Tùy nơi mà anh em có thể là điều chỉnh cái máy chúng ta theo hướng thì anh em thấy là cái sóng nó sẽ tốt hơn, nghe nó rõ hơn. Đây là thức uống bổ dưỡng giúp cơ thể tăng sức đề kháng, phòng bệnh sỏi thận, điều hòa huyết áp và tốt cho tiêu hóa. Một quả dừa non trung bình chứa 240. Để nạp tiền, vui lòng bấm phím 1. Để kiểm tra tài khoản, bấm phím 2. Để thay đổi ngôn ngữ, bấm phím 3. Để báo mất máy, bấm phím 4. Mình sẽ vào đây là cái phần cài đặt hệ thống ở trong nè anh em. Đó, chi tiết các cài đặt nằm trong đây hết. Anh em thấy là bộ nhớ nè. Cá nhân hóa, chủ đề, bàn phím, màn hình khóa. Rồi mình sẽ thử cho anh em test cho anh em cái tựa game đi ha. À, anh em thấy là cái game này thì theo như trên màn hình mình bấm vào thì có thể anh em có thể chơi thử 3 lần thôi. Sau 3 lần anh em phải mua. Ủa sao cái tựa game này thì 5 lần. Mình nhớ mình chưa có quay, mình chưa có chơi mà. Đúng, mình nhớ thông thường cũng là 5 lần. Nhưng mình không biết, mình nhớ là đợt trước mình có quay, mình test nhưng mà mình chưa có chơi tựa game này. Nhưng mình thấy ở đây còn có 3 lần thôi. Đúng ra thì game, mỗi game này mình thấy là chơi, à tùy theo, thì theo tựa game hay gì anh em. Thấy đây là 3 lần nè. Còn có những game anh em được chơi thử là 5 lần. Giá mà mấy cái tựa game này là miễn phí luôn, mình thấy quá hay. Chết rồi anh em ơi.
Ừ, chết rồi. Ồ. À, đây là cái trò chơi gắn săn mồi. Tí nữa thì mình quên chia sẻ với anh em một cái điểm trừ trên cái chiếc Nokia 3210 phiên bản 4G này. Đó là anh em thấy là cái loa ngoài nó không có cái loa ngoài tích hợp riêng, mà cái loa ngoài cũng như là cái loa thoại nó là loa hai trong một luôn, nó nằm phía trước này. Đây là một cái điểm trừ duy nhất mình thấy là trên cái chiếc máy này. Tại vì cái chiếc máy này có ứng dụng để anh em có thể xem YouTube, thì mình nghĩ nếu mà có cái loa ngoài như các mẫu máy khác của Nokia, cái loa ngoài nằm phía sau nè, có một cái loa ngoài riêng thì nó sẽ tối ưu, nó sẽ hay ho hơn là cái việc tích hợp chung cái loa hai trong một luôn. Đó là một cái điểm trừ duy nhất trên cái chiếc Nokia 3210 mà mình phát hiện ra được. Cá nhân mình thấy thì Nokia 3210 4G là một cái sản phẩm cũng khá thú vị, mang đến một cái nét vừa hoài cổ và vừa hiện đại. Chúng ta có một cái thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, mặc dù không có nhiều tính năng như smartphone, nhưng việc có thể là lướt web nè, xem YouTube, Facebook trên một cái chiếc điện thoại cổ như thế này cũng là một cái trải nghiệm khá mới mẻ và hay ho. Nếu anh em đang tìm kiếm một cái chiếc điện thoại thông minh với đầy đủ tính năng, Nokia 3210 4G không phải là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn muốn một chiếc điện thoại đơn giản, bền bỉ, pin trâu, có 4G, mang lại một cái cảm giác hoài cổ và có thể thư giãn nghe các bài nhạc mình yêu thích trong kho nhạc của YouTube, thì Nokia 3210 4G chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Vậy là mình đã trên tay trải nghiệm nhanh qua cái chiếc Nokia 3210 4G phiên bản ra mắt năm 2024. Anh em thấy sao về chiếc điện thoại này? Đừng quên để lại bình luận chia sẻ cảm nghĩ của mình nhé. Nếu thấy video này hay và hữu ích, anh em đừng quên bấm thích, chia sẻ và đăng ký kênh của mình để không bỏ lỡ những cái video chia sẻ tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau.